Xin chào quý vị khán giả của dự báo thời tiết VTV. Bây giờ là 19 giờ 14 phút. Quý vị đã về nhà chưa ạ? Hôm nay Hà Nội và các tỉnh thành của miền Bắc cũng đã đón một đợt mưa rất là lớn. Chắc hẳn là ít nhiều đã ảnh hưởng rất nhiều đến cái lịch trình tham gia đi đường giao thông hoặc là các kế hoạch trong ngày của quý vị rồi đúng không? Chiều nay thì tại thủ đô Hà Nội cũng đã có những khoảng tạm giảm mưa, thậm chí là còn tạnh ráo nữa. Liệu đây có phải là dấu hiệu cho một ngày mai sẽ có những khoảng hứng nắng hay không? Quý vị hãy cùng theo dõi livestream này với Minh Phương nhé! Xin chào bạn Nguyễn Dung, chào bạn Hoài Nam Phong ạ, chào bạn Dương Bùi, chào bạn Nguyễn Thế Nam. Hà Nội chiều nay đã có những khoảng tạm giảm mưa rồi, thế nhưng mà đúng là mây ẩm đã giảm bớt trong chiều ngày hôm nay, thế nhưng mà đây chỉ là một khoảng tạm tạnh ráo mà thôi, bởi vì là đêm nay và sáng mai thì mưa vẫn còn xảy ra nữa. Trong đó thì mưa sẽ tập trung chủ yếu ở Hòa Bình, khu vực đồng bằng và ven biển Trung Du Bắc Bộ. Có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa trên 80mm cơ quý vị ạ. Trong cơn mưa dông thì quý vị cũng cần phải để ý đến hiện tượng là sẽ gây ra ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp hay là khu đô thị. Ngoài ra thì cũng có thể xảy ra lũ quét sạt lở đất ở các sườn đồi núi ta luy. Khả năng là từ chiều mai thì mưa mới giảm dần. Trong khi đó thì từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh thì còn mưa trong đêm nay và ngày mai. Lượng mưa sẽ phổ biến trong khoảng từ 40 đến 70mm và có những nơi mưa to trên 120mm cơ. Quý vị cũng cần phải đề phòng với hiện tượng ngập úng cục bộ và các hiện tượng lũ quét, sạt lở đất ở tại vùng núi. Còn từ Quảng Bình đến Bình Thuận thì ít mưa hơn. Ngày mai thì mưa sẽ chủ yếu xảy ra vào chiều tối và ít điểm xảy ra mưa to. Trước đó vào buổi sáng và trưa mai thì các thành phố từ Đồng Hới trở vào tới Phan Thiết trời vẫn có nắng, rất là thuận lợi cho những cái kế hoạch đi tham gia giao thông hay là kế hoạch ngoài trời của quý vị. Nhiệt độ ở đây thì cũng ở trong khoảng vừa phải thôi, không quá nóng, 31 đến 34 độ. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ ngày mai cũng sẽ nắng vào buổi sáng. Tại các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột là từ 25 đến 29 độ. Còn thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các thành phố khác nhiệt độ sẽ phổ biến trong khoảng từ 31 đến 34 độ. Đến chiều thì mưa dông sẽ quay trở lại ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ. Mưa sẽ có xu hướng xuất hiện nhiều hơn ở hầu khắp các tỉnh thành và diện mưa vì thế cũng sẽ mở rộng ra hơn đấy ạ. Cảnh báo là có các điểm mưa vừa mưa to. Mưa dồn dập trong thời gian ngắn thì rất dễ gây ra hiện tượng ngập úng ở khu vực vùng trũng thấp, các khu đô thị. Ngoài ra thì trong cơn dông quý vị cũng cần đề phòng với hiện tượng sấm sét và gió giật mạnh trong thời điểm giao mùa như thế này. Quý vị cũng có thể thấy là Hà Nội thì đang vào thu như thế này, trời mưa nhiều, giao mùa, tiết trời cũng đang từ ấm ấm lại chuyển sang se lạnh như thế này thì cơ thể của chúng ta rất dễ là bị ảnh hưởng theo chiều hướng là bị cúm hoặc bị nghẹt mũi. Như Minh Phương lúc này là cũng đang bị ảnh hưởng một chút do thời tiết. Sức khỏe của mình mà không đảm bảo về cái thể trạng, thể chất thì rất dễ bị các con virus nó tấn công vào trong cơ thể gây ra hiện tượng là nghẹt mũi, cúm. Vậy nên là những ngày sáng ngày mai khi mà trời vẫn còn mưa thì chúng ta cố gắng là đừng để cho nước mưa bị dính vào cơ thể làm ướt quần áo. Bởi vì khi mà chúng ta mặc áo mưa như thế thì rất dễ là bị ốm. Quý vị cũng có thể sử dụng những chiếc ô khi mà chúng ta đi bộ bởi vì có thể là mưa sẽ không quá to. Đừng quên là chúng ta cần phải giữ ấm cho cơ thể mình nha. Và bổ sung thêm hoa quả, rau củ có chứa rất là nhiều vitamin này, khoáng chất để tăng cái sức đề kháng của cơ thể mình hơn. Bây giờ thì Minh Phương sẽ đọc xem comment mọi người đang thắc mắc về tình trạng thời tiết của các nơi như thế nào nha.
Với Hà Nội ạ. Bạn Duy Hải ơi, với Hà Nội thì đêm và sáng ngày mai sẽ có mưa vừa và dông thôi, còn đến chiều thì cường độ mưa đã giảm rồi và sẽ có những cái khoảng tạnh ráo giống như chiều ngày hôm nay vậy. Nhiệt độ thì sẽ nằm trong khoảng từ 24 đến 30 độ. 24 độ thì sẽ dễ xảy ra vào đêm và buổi sáng. Còn ban ngày thì nhiệt độ lên cao nhất khoảng 30 độ thì sẽ vào tầm khoảng trưa và đầu giờ chiều. Bạn ơi, mình nghe nói thời tiết cũng giống như con gái phải không? Cái này thì sao ta? Sáng nắng, chiều mưa. Thực ra là con gái cũng dễ chiều mà, đúng không ạ? Hòa bình. Bạn Quỳnh Như ơi, với Hòa Bình ngày đêm đêm nay sẽ có mưa vừa và dông, còn ban ngày thì sẽ không mưa đấy ạ. Nếu mà chúng ta có những cái lịch trình gì vào ban ngày thì hoàn toàn có thể yên tâm, bởi vì ngày mai Hòa Bình không mưa đâu. Nhiệt độ thì cũng trong khoảng giống như ở Hà Nội, khoảng từ 24 đến 30 độ. Bạn Chu Hồng ơi, Thái Nguyên. Với Thái Nguyên thì đêm và sáng sẽ có mưa vừa, mưa to và dông. Còn đến chiều thì cũng sẽ trong trạng thái là giảm về cường độ mưa, có thể là sẽ xuất hiện những khoảng tạnh ráo nữa. Nhiệt độ thì sẽ là 23 đến 30 độ ạ. Bắc Ninh. Bắc Ninh thì đêm và sáng sẽ có mưa vừa và dông, nhiệt độ sẽ là từ 23 đến 30 độ ạ. Bạn Mạnh Nguyễn ơi, Hà Nội sáng mai vẫn còn mưa đấy ạ. Đến chiều thì cường độ mưa giảm rồi và sẽ xuất hiện những khoảng nắng nữa, khoảng tạm tạnh ráo nữa. Hà Tĩnh ạ, Hà Tĩnh ngày mai sẽ có mưa vừa và dông, nhiệt độ đây là 26 đến 29 độ ạ. Bạn Trạng Nguyên ơi, Hưng Yên hôm nay mưa nhiều quá, mai có tạnh không? Hưng Yên hay là thủ đô Hà Nội thì ngày hôm nay đều mưa rất là to. Buổi sáng ngày hôm nay với những ai mà chúng ta ở Hà Nội thì có thể thấy là mưa dồn dập, mưa như chút nước đúng không ạ? Ở Hưng Yên cũng vậy ạ. Và sang đến ngày mai thì Hưng Yên vẫn còn có mưa, sẽ là mưa vừa và dông. Nhưng mà sẽ chỉ xuất hiện trong buổi sáng thôi, còn buổi chiều thì mưa đã giảm cường độ rồi và có thể là sẽ có những khoảng tạnh ráo nữa đấy ạ. Nhiệt độ ở Hưng Yên trong ngày mai sẽ là 23 đến 29 độ. Ninh Bình cũng sẽ có mưa vào sáng mai ạ. Mưa ở Ninh Bình sẽ là mưa vừa, mưa to và có thể sẽ kèm theo cả dông nữa. Nhiệt độ ở đây sẽ là từ 24 đến 29 độ. Mai đã là thứ sáu rồi, không biết là quý vị có lên kế hoạch gì để ví dụ như là ngày mai sau khi mà ta làm thì chúng ta có thể book một chuyến xe để dành khoảng thời gian 2 ngày cuối tuần chúng ta đi chơi, đi nghỉ dưỡng cũng được đấy ạ. Tuy nhiên thì quý vị cũng cần phải lưu ý theo dõi chặt chẽ về tình hình thời tiết bởi vì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch du lịch của chúng ta đấy. Mộc Châu. Mộc Châu thì ngày trong cả ngày mai tại Mộc Châu, Sơn La hay là Lai Châu thì đều có lúc sẽ xuất hiện mưa rào bất chợt, nghĩa là nó sẽ không tập trung vào trong buổi sáng ngày mai hay là buổi chiều ngày mai mà là trong cả ngày mai, như thế mưa có thể xuất hiện bất kỳ thời điểm nào. Và nhiệt độ ở đây
Mộc Châu sẽ là 19 đến 25 độ. Tức là về đêm và sáng sớm nhiệt độ sẽ hạ rất thấp xuống còn 19 độ thôi. Còn ban ngày nhiệt độ lên cao nhất là 25 độ. Tuyên Quang ạ. Bạn Phạm Ngọc Sơn ơi, với Tuyên Quang thì đêm và sáng sẽ có mưa vừa và dông và nhiệt độ đây sẽ là từ 24 đến 30 độ ạ. Bạn Uyên Khang có nói là chiều các con học xong thì đón các con về quê chơi với ông bà. Khoảng thời gian cuối tuần cũng là khoảng thời gian mà chúng ta có thể về quê với gia đình. Ừ, rất là vui đấy ạ. Kiều Phạm, đợt này có phải có không khí lạnh không chị? Thực ra là đợt này thì là chúng ta đang dần chuyển sang mùa thu đấy. Bạn có ngửi thấy mùi hoa sữa đã thoang thoảng ngoài đường không? Đó chính là một dấu hiệu rất rõ ràng của mùa thu đã ôm trọn lấy bầu không khí của Hà Nội rồi. Thanh Hóa ngày mai sẽ có mưa vừa, mưa to và dông. Và nó sẽ chỉ không tập trung chỉ vào buổi sáng đâu, mà có thể là có cả sang buổi chiều và buổi đêm nữa. Nhiệt độ ở đây sẽ là từ 24 đến 28 độ ạ. Bạn Gia Bảo ơi, với Hải Phòng thì đêm và sáng sẽ có mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ ở đây sẽ là từ 23 đến 30 độ ạ. Mọi người quan tâm tới Hà Nội rất là nhiều đúng không? Có lẽ là bởi vì là mọi người có thể là đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội, hoặc là phải chăng là mọi người đang từ những nơi khác về Hà Nội để thưởng thức cái hương vị mùa thu Hà Nội chăng? Thế nhưng mà thời tiết Hà Nội những ngày này lại đang không ủng hộ lắm. Sáng mai thì vẫn sẽ có mưa tại Hà Nội. Vâng, đúng rồi ạ. Ngày mai vẫn sẽ có mưa. Đến buổi chiều thì mưa đã tạm giảm cường độ rồi và có thể là xuất hiện những cái khoảng tạnh tạnh ráo nữa. Nếu như mà quý vị có lịch trình ngoài trời thì nên sắp xếp vào buổi chiều ngày mai, bởi vì buổi chiều ngày mai thì khả năng là sẽ không còn mưa nữa, chúng ta có thể hoàn toàn tổ chức những cái hoạt động ngoài trời được. Còn buổi ban sáng thì sẽ rất là khó đấy, bởi vì trời sẽ vẫn còn mưa giống như ngày hôm nay vậy. Bạn Hà Kim Ngân ơi, Yên Bái thì đêm có lúc có mưa rào, còn ban ngày thì trời nắng đấy ạ. Nên là nếu mà chúng ta có kế hoạch gì thì ban ngày rất là ủng hộ luôn. Trời không những tạnh ráo mà còn nắng nữa. Nhiệt độ ngày mai sẽ là 24 đến 31 độ ạ. Với bạn Phan Hoàng ơi, Bắc Giang ngày mai thì đêm và sáng sẽ có mưa vừa, mưa to và dông. Buổi chiều thì cường độ mưa cũng tạm tạnh giảm rồi. Nhiệt độ ở đây sẽ là 23 đến 29 độ ạ. Hà Nội hôm nào tạnh với em ơi, bạn Mạnh Trường có comment. Với Hà Nội thì mưa sẽ còn ngắt quãng trong ngày mai nữa, còn 2 ngày cuối tuần thì mưa sẽ lùi dần về tối và đêm, còn ban ngày sẽ xuất hiện những khoảng nắng đẹp nữa, rất là thích hợp cho những ngày cuối tuần khi mà chúng ta có những cái kế hoạch ngoài trời. Tới tuần sau thì thời tiết sẽ nắng mây đan xen, tạnh ráo và rất là dễ chịu, mang đặc trưng không khí của mùa thu luôn ạ. Nhiệt độ ở đây cũng sẽ tăng dần. Vì ngày mai cao nhất là 30 độ này, còn sang tuần sau thì sẽ lên mức 33, 34 độ. Sẽ không không còn nóng quá như những ngày trước đây nữa, mà quý vị sẽ cảm thấy rất là rõ không khí mùa thu đang tràn ngập khắp Hà Nội rồi, thêm cả mùi hoa sữa nữa.
Bạn Nguyễn Doãn Hải à? Anh đang ở đất hai vua lạnh lắm. Hoặc là anh có thể về với Hà Nội. Hà Nội chưa lạnh lắm đâu, mới se se lạnh thôi. Lạng Sơn, bạn Triệu Thoa ơi, Lạng Sơn đêm và sáng có mưa vừa mưa to và dông, nhiệt độ ở đây sẽ là từ 21 đến 28 độ ạ. Hà Nội ngày mai vẫn mưa vào buổi sáng đấy ạ. Phải sang tới 2 ngày cuối tuần thì mưa mới lùi dần về tối và đêm. Còn để mà tạnh ráo hẳn trong ngày có những khoảng nắng thì chúng ta phải đợi đến tuần sau cơ. Thái Bình đêm và sáng có mưa vừa mưa to và dông ạ. Nhiệt độ sẽ là từ 23 đến 29 độ. Hôm nay rất là cảm ơn bởi vì quý vị cũng đã tương tác rất là nhiệt tình với Minh Phương để chúng ta có thể trao đổi với nhau rất là nhiều thông tin thời tiết đáng chú ý. Và hy vọng rằng những thông tin mà Minh Phương đã mang đến sẽ giúp quý vị sắp xếp lịch trình thật hợp lý để chúng ta có những cái lịch trình hợp lý này và có những cái khoảng thời gian tận hưởng tại cái khu vực của mình thật là hạnh phúc và vui vẻ quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị tại những buổi livestream tiếp theo.